Đây là cái giống bò cạp siêu to nha. Đây là cái con bò cạp chuẩn bị đẻ. Nó là loại giống bò cạp núi siêu to. Nó mỗi một lứa nó đẻ là khoảng 30 đến 35 con nha. Con bò cạp nhỏ này là nó đang được 2 tuần tuổi rồi. Và cái trọng lượng của cái con bò cạp trưởng thành mà chuẩn bị đẻ này là 25 gram nha. Tức là tương đương với lại 1 ký là 40 con. Đây là cái con bò cạp trưởng thành chuẩn bị đẻ. Và nó cái loại bò cạp nối này thì nó đẻ một lứa là cứ khoảng 30 đến 35 con. Con nó cỡ này là được 2 tuần tuổi nha. Thì nuôi 2 tháng rưỡi là bắt đầu thu hoạch bò cạp thịt. Còn mấy cái con mà con bố mẹ như vậy thì đó, khi nó lớn tối đa nó là 25 gram một con, tức là tương đương với lại 40 con một ký nha. Thì hiện tại là ở chỗ trại giấy Thanh Tùng mình là đang cung cấp cái giống bò cạp núi này với cái giá là 15.000 đồng một con là con chuẩn bị sinh sản, còn 10.000 đồng một con là con lứa nha, còn con nhỏ như vậy là 5.000 đồng một con. Đây là cái giống bò cạp thuần chủng nha. Và nuôi nó thì 2 tháng, cái trung bình 2 tháng rưỡi là mình thu hoạch